Xin chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin thể thao quốc tế của MNSport ngày 28 tháng 4. MU mất điểm đáng tiếc trước Tottenham, Bayern Munich muốn mua Casemiro, Man City hút máu Arsenal là những thông tin đáng chú ý trong bản tin ngày hôm nay. MU mất điểm đáng tiếc trước Tottenham. MU khởi đầu thoải mái dù phải làm khách trên sân Tottenham. Phút thứ 7, Sancho nhận bóng ở bên cánh trái, cầu thủ người Anh xử lý khéo léo rồi tung ra cú sút chéo góc, hạ gục thủ thành Foster mở tỷ số trận đấu. Sancho tiếp tục trở thành mối nguy hiểm lớn với khung thành của Tottenham khi đội chủ nhà thường xuyên hỏng cánh phải. Bên kia chiến tuyến, Perisic là gương mặt thi đấu ấn tượng của Tottenham với hai cú dứt điểm hiểm hóc, buộc De Gea phải trổ tài cản phá trong hiệp 1. Phút 44, Bruno Fernandes mở bóng dài lên cho Rashford, tiền đạo người Anh bứt tốc ấn tượng và dứt điểm quyết đoán sau khi xâm nhập vòng cấm địa ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Phút 56, sau loạt dứt điểm bất thành của đồng đội, Pirlo nhận bóng ở đầu vòng cấm địa và sút bằng má ngoài chân phải đưa bóng đi vào lưới. De Gea ngỡ ngàng chứng kiến bàn thua. Phút 79, các cầu thủ Tottenham giành lại bóng sau cú phá bóng dài bất thành của De Gea. Hàng thủ của Man United đã không theo kịp các tiền đạo của đối phương. Kane kiến tạo thuận lợi cho Son Heung-min ghi bàn quân bình tỷ số 2 đều. Kết quả này giúp Manchester United vẫn đang đứng ở vị trí thứ 4 tại bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 60 điểm, trong khi Tottenham lấy lại vị trí thứ 5 với 54 điểm. 6 điểm là khoảng cách không quá xa, nhưng hiện tại Tottenham đã đá nhiều hơn Quỷ Đỏ 2 trận, nên cơ hội có suất dự Champions League là quá khó với gà trống. Newcastle tiến gần vé dự Champions League sau 20 năm. Cũng ở loạt trận rạng sáng ngày 28 tháng 4, Newcastle tiếp tục thi đấu ấn tượng để giành chiến thắng 4-1 ngay tại Goodison Park của Everton. Callum Wilson cùng Joelinton và Jacob Murphy đã thay nhau lập công để mang về chiến thắng đậm thứ 2 liên tiếp cho chiếc chòe. Chiến thắng này giúp Newcastle tạm xây chắc vị trí thứ 3 với 62 điểm sau 32 trận đấu. Họ đang hơn MU 2 điểm nhưng đã đá hơn một trận. Bên kia chiến tuyến, Everton tiếp tục đứng trong nhóm có nguy cơ phải xuống hạng ở mùa này. Đội chủ sân Goodison Park mới chỉ có 28 điểm và kém vị trí an toàn 2 điểm. Cùng với Everton, đội bóng cuối bảng Southampton cũng phải đón nhận thất bại 0-1 trên sân nhà trước Bournemouth. Kết quả này giúp cho Bournemouth vươn lên vị trí thứ 14 với 36 điểm, trong khi Southampton mới chỉ có 24 điểm sau 33 vòng đấu. Bayern Munich muốn mua Casemiro. Theo Kicker, Casemiro đã trở thành mục tiêu chuyển nhượng của Bayern Munich. Đội chủ sân Allianz Arena ưu tiên bổ sung một số 6 để hỗ trợ cho Joshua Kimmich ở tuyến giữa. Hôm sau đánh giá cao tiền vệ người Brazil và coi anh là phương án lý tưởng. Tuy nhiên, Gold nhận định rất khó để nhà vô địch nước Đức đạt được mục đích. MU không có ý định chia tay Casemiro, còn tuyển thủ Brazil cũng đang hạnh phúc tại Old Trafford. Do đó, Bayern Munich khả năng phải chuyển hướng sang những cái tên khác. Tuyển thủ người Brazil cập bến Old Trafford vào mùa hè năm ngoái với mức phí chuyển nhượng 70 triệu bảng sau 9 năm đáng nhớ với Real Madrid. Cầu thủ 31 tuổi nhanh chóng trở thành trụ cột ở đội bóng mới. Casemiro đã có 42 lần ra sân cho MU mùa này, ghi 5 bàn, đóng góp 5 kiến tạo. Anh chơi nổi bật giúp Quỷ Đỏ giải cơn khát danh hiệu kéo dài 6 năm khi đánh bại Newcastle trong trận chung kết Carabao Cup. Không chỉ có năng lực chuyên môn, Casemiro còn được đánh giá là một thủ lĩnh đích thực trên sân. Đêm ngày 23 tháng 4, trong trận bán kết FA Cup giữa MU và Brighton, trải qua 120 phút mà không có bàn thắng. Trong lúc huấn luyện viên Erik ten Hag tập hợp đội hình để phân công các cầu thủ sút penalty, Casemiro xung phong đá quả 11m đầu tiên cho Quỷ Đỏ. Cầu thủ thực hiện lượt đá đầu tiên trong loạt sút luân lưu, luôn đối mặt với áp lực rất lớn. Tuy nhiên, cựu tiền vệ Real Madrid bình tĩnh bước lên chấm đá phạt và đánh lừa được thủ môn Roberto Sanchez. Đó chỉ là một trong rất nhiều lần Casemiro thể hiện các phẩm chất xứng đáng với đẳng cấp của một ngôi sao từng 5 lần vô địch Champions League. Man City hút máu Arsenal. Nguồn tin từ Football Insider khẳng định Manchester City sẽ bước vào một kỳ chuyển nhượng thực sự bận rộn vào mùa hè. Trước mắt thì huấn luyện viên Pep Guardiola đã lên kế hoạch củng cố lại cả hai vị trí hậu vệ cánh của đội chủ sân Etihad. Bên hành lang cánh trái, Man City đang nhắm đến Kieran Tierney như một mục tiêu hàng đầu. Được biết, huấn luyện viên Pep Guardiola đánh giá cao tài năng của ngôi sao người Scotland, trong khi bản thân Tierney cũng sẵn sàng cho một thử thách mới. Mùa giải năm nay, Tierney mới có vỏn vẹn 5 lần đá chính tại Ngoại hạng Anh, nên việc anh muốn rời đi để tìm kiếm cơ hội ra sân thường xuyên là điều dễ hiểu. Về phía Arsenal, nguồn tin trên khẳng định pháo thủ hiện đang định giá hậu vệ này khoảng 30 triệu bảng. Nhưng trên thực tế, rõ ràng là họ chẳng có lý do gì để bán đi Tierney khi mà Arteta chỉ có trong tay duy nhất cầu thủ này như một phương án dự phòng đáng tin cậy cho Zinchenko. Nếu chia tay Tierney, khả năng cao họ sẽ tiến hành chiêu mộ thêm một hậu vệ cánh. Trên đây là những tin tức đáng chú ý trong bản tin thể thao quốc tế ngày 28 tháng 4. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Đừng quên bấm subscribe để không bỏ lỡ các bản tin hàng ngày của MNSport. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin ngày mai.